6 bí ẩn ly kỳ về phi hành gia mà bạn không tưởng tượng nổi điều họ phải đối mặt. Những khái niệm như không gian vũ trụ, thời không ngoài trái đất, phi hành gia du hành vào vũ trụ đều là những khái niệm mà chúng ta không còn xa lạ. Việc đặt chân lên sao Hỏa, khám phá mặt trăng hay chinh phục những hành tinh khác ngoài trái đất cũng từng là khát khao và ước mơ của toàn thể nhân loại. Thế nhưng, tính đến nay mới có 570 phi hành gia được bay vào vũ trụ. Nhưng bạn có bao giờ thắc mắc rằng cuộc sống của những nhân viên làm việc tại trạm không gian quốc tế ngoài vũ trụ hay những sinh hoạt của các phi hành gia trên những con tàu không gian là như thế nào không? Ở môi trường không có trọng lực, sinh hoạt của họ sẽ khác gì so với chúng ta ở trái đất? Trần Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT Khám Phá. Kính thưa quý vị, vậy thì công việc, cuộc sống, những khó khăn thách thức nhưng cũng vô cùng thú vị mà những phi hành gia phải đối mặt như thế nào? Hãy cùng TCT tìm hiểu ngay sau đây. 1. Bí ẩn, cuộc sống phi hành gia ngoài vũ trụ. Giống như cuộc sống của chúng ta ở trái đất, cuộc sống của các phi hành gia trong không gian vũ trụ cũng cần phải ăn uống, ngủ nghỉ hay là vệ sinh cá nhân. Tuy nhiên, ở môi trường đặc biệt như vậy thì cuộc sống của họ cũng hoàn toàn khác biệt. Các phi hành gia sẽ phải ăn đồ ăn khô, đóng gói đem từ trái đất. Những thực phẩm này phải được đóng gói theo một quy trình nghiêm ngặt, đáp ứng đủ tiêu chí, đảm bảo hàm lượng dinh dưỡng, bao bì đóng gói tiện sử dụng và dễ phân hủy. Thế nhưng, đối với những thực phẩm nhỏ vụn, chúng có thể bay tứ tung khắp nơi, chui vào các khe hở ở các thiết bị và có thể gây ra sự cố. Vì vậy, trong hoạt động vũ trụ trước đây, người ta chế biến thực phẩm thành dạng đặc và cho vào các ống mềm. Khi ăn thì dùng nó như là kem đánh răng. Hiện nay thực đơn của các nhà du hành vũ trụ được cải thiện rất nhiều, bao gồm nhiều loại hơn để thỏa mãn nhu cầu thưởng thức của con người. 2. Bên cạnh ăn thì nước uống cũng là một vấn đề nan giải. Cơ thể mỗi chúng ta trong một ngày cần cung cấp 2 lít nước để đảm bảo cho sự sống. Và đặc biệt là trong điều kiện ăn thức ăn sấy khô mỗi ngày thì nước là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Thế nhưng, việc đem nước lên không gian là vô cùng tốn kém. Mỗi lít nước mang từ trái đất lên sẽ tốn tầm 11 đô la. Nếu như các bạn có cơ hội sống cuộc sống như thế này, các bạn có muốn thử hay không? Còn vấn đề vệ sinh cá nhân thì như thế nào? Nữ phi hành gia Park Ju-chun, người đã trải qua số ngày kỷ lục 665 ngày trên vũ trụ, từng chia sẻ với Business Insider rằng tiểu tiện trong môi trường vũ trụ không vấn đề gì, song đại tiện là cực kỳ khó. Trên trạm vũ trụ quốc tế, các phi hành gia phải sử dụng bồn cầu rộng chỉ khoảng 10cm. Bồn cầu thông thường rộng 30-45cm. Bạn phải cố gắng nhắm trúng một mục tiêu khá nhỏ. Song vệ sinh tạm gọi là vậy, cũng không có cửa, chỉ có màng che và các phi hành gia phải buộc dây để chúng không trôi đi. Sonny Williams chia sẻ, việc thức dậy vào buổi sáng và đánh răng rửa mặt là cả một vấn đề cần xử lý. Chúng tôi có một bộ dụng cụ nhỏ và nó có tất cả các dụng cụ thiết yếu như bàn chải đánh răng và kem đánh răng. Một điều thú vị là nước cũng dính vào bàn chải và nó tạo thành một bong bóng nước trong không gian vũ trụ. Bạn có thể uống nó theo cách này. Bạn sẽ làm gì với kem đánh răng sau khi đánh xong? Có 2 lựa chọn. 1 là nuốt nó giống như nước súc miệng, nhưng nó có vị hơi tanh. Hoặc là có thể nhổ nó ra trong một chiếc khăn giấy. Và nếu là bạn, thì bạn sẽ chọn cách nào? Hãy bình luận cho TCT cùng mọi người cùng được biết. Vấn đề tắm rửa cũng không hề dễ dàng gì, vì nước trong môi trường không trọng lực sẽ lờ lửng và bám chặt vào da người, khiến việc kỳ cọ thân thể rất chi là khó khăn. Nước chảy xuống mà tạo thành những giọt xung quanh người bạn. Các phi hành gia sẽ sử dụng bọt biển ẩm, khăn ướt hay dầu gội khô trong quá trình làm sạch cơ thể. Họ rửa mặt bằng khăn ướt và xà phòng chuyên dụng. Trong suốt quá trình tắm gội, tóc của họ sẽ dựng ngược, trôi nổi trong không gian mà không cần giữ. Các phi hành gia sử dụng loại kem đánh răng đặc biệt cho phép họ nuốt chúng sau khi làm sạch răng. Lượng nước đọng lại trên cơ thể hoặc là rơi ra ngoài trong quá trình tắm gội
sẽ bốc hơi và được hệ thống điều hòa không khí hút lại qua xử lý và thay thế thành nước uống. Do nước rất nặng nên việc vận chuyển ra ngoài không gian sẽ rất tốn kém. Vì vậy, lượng nước trên các trạm vũ trụ cũng sẽ được vận dụng triệt để. Việc tập thể dục, rèn luyện sức khỏe cũng rất quan trọng đối với các phi hành gia. Sống trong môi trường không có trọng lực ngoài không gian, các phi hành gia phải luyện tập từ 90 đến 120 phút mỗi ngày, 6 ngày một tuần để bảo vệ cơ thể. Trong một tuần thì các phi hành gia phải tập các bài tập khác nhau. Và tất nhiên là có thiết bị hỗ trợ để tránh việc tập thể dục trong tình trạng lơ lửng. Máy chạy bộ có thiết kế như máy chạy bình thường. Các phi hành gia buộc phải gắn cơ thể với hệ thống dây đeo cao su có tác dụng giữ lại mà không bị trôi ra khỏi máy tập. Các cỗ máy tập gym này sẽ giúp cải thiện được sức khỏe khi sống bên ngoài trái đất. Ngoài ra, thì phi hành gia cũng cần phải ngủ để lấy lại sức khỏe sau những ngày làm việc mệt mỏi. Trong môi trường không trọng lực, cơ thể luôn lơ lửng trong không trung. Hầu hết các phi hành gia đều có buồng ngủ riêng, cách âm tốt và nghỉ ngơi trung bình khoảng 6 tiếng một ngày. Họ có thể ngủ tại bất cứ nơi đâu, trên sàn, trên trần hay trên tường. Thông thường thì các phi hành gia sử dụng những chiếc túi ngủ đặc biệt có khả năng giữ ấm cho cơ thể. Nó được cố định vào tường gần quạt thông gió, giúp họ không bị trôi nổi khi đang say giấc. Vị trí ngủ lý tưởng trên tàu vũ trụ chính là bên cạnh cửa sổ. Lý do là bởi hình ảnh đầu tiên khi tỉnh dậy sẽ chính là toàn cảnh trái đất nhìn từ trên cao. Đặc biệt, từ ngoài không gian, mỗi ngày phi hành gia có thể ngắm tới 15 lần mặt trời mọc. 2. Một ngày 15 lần mặt trời mọc. Mặt trời mọc và lặn cứ mỗi 90 phút ở vùng quỹ đạo thấp của trái đất. Điều đó khiến cho các nhà du hành vũ trụ rất khó có một giấc ngủ tốt, bởi vì chu kỳ ngày và đêm bị thay đổi. Để thích nghi với điều ấy, trạm điều hành ISS đã thiết lập thời gian biểu mới cho các nhà du hành dựa trên nền tảng giờ trái đất. Đồng hồ cho những con tàu không gian được chỉnh theo giờ GMT để giúp các nhà du hành thích nghi với thời khóa biểu mới này. Trạm điều khiển hành trình gửi những cuộc gọi báo thức để tiến hành các nhiệm vụ. Đó thường là những bản nhạc được nhà du hành hoặc thành viên gia đình họ yêu cầu. Ngoài ra, họ còn được đánh thức bởi hệ thống báo thức trên tàu vũ trụ. 3. Những phi hành gia đặc biệt nhất thế giới. Vị trí đầu tiên chắc chắn không thể bỏ qua Hector, một chú chuột nhắt đầu tiên vượt độ cao 150 km, bay thành công vào vũ trụ và sống sót quay trở về vào năm 1961. Tiếp đến là vào tháng 10 năm 1963, Trung tâm Vũ trụ Pháp tiếp tục gửi con mèo đầu tiên lên không gian. Và thật may mắn, chú mèo Felix được phóng lên bằng tên lửa Veronique AGI và an toàn trở về. Nhưng có lẽ nổi tiếng và bị tưởng nhất trong danh sách này phải kể đến Laika, một chú chó hoang lang thang trong một ngõ hẹp của thủ đô Moscow. Và sau đó chú được người ta giải cứu rồi được đón về nuôi. Và cuối cùng, được chọn làm ứng viên thực hiện sứ mệnh bay vào không gian lần đầu tiên lên quỹ đạo trái đất ngày 3 tháng 11 năm 1957 ở độ cao hơn 3.000 km. Laika trên con tàu vũ trụ Sputnik 2 đã dũng cảm vượt qua thử thách khắc nghiệt để hoàn thành nhiệm vụ bay vòng quanh trái đất trong khoảng thời gian là 103 phút bên trong con tàu nặng hơn 500 kg, rồi cảm tử trong chính chuyến bay ấy. Một chú chó thật dũng cảm. Sự hy sinh và những cống hiến thầm lặng của Laika dũng cảm khiến ai cũng cảm phục. 3 năm sau cái chết cô độc của Laika, ngày 19 tháng 8 năm 1960, Belka và Chauka tiếp tục lên đường thực hiện sứ mệnh thử thách sống sót trước và sau khi cùng tàu vũ trụ bay ra ngoài quỹ đạo trái đất. Không khắc nghiệt như số phận của Laika, hai chú chó phi hành gia Liên Xô là Belka và Chauka là những sinh vật đầu tiên trong lịch sử sống sót trở về trái đất sau sứ mệnh bay vào vũ trụ. Chuyến bay được thực hiện trên con tàu vũ trụ Sputnik 5, thế hệ sau của Laika và Sputnik 2, tỏ rõ những tiến bộ và sứ mệnh tiên phong từng truyền đạt lại. Không chỉ sống sót quay trở về trái đất, cả Sputnik 5 và hai phi hành gia đặc biệt của nó là Belka và Chauka còn thực hiện được sứ mệnh bay kéo dài 25 giờ đồng hồ với tổng số 17 vòng xung quanh trái đất. Bốn,
những thiên thần trên trạm vũ trụ quốc tế. Năm 1985, một đám mây màu cam phát sáng kỳ lạ bất ngờ xuất hiện bên ngoài trạm vũ trụ Salyut 7 của Liên Xô. Khi nó tan đi, các thành viên phi hành đoàn nhìn thấy phía bên kia cửa sổ có 7 thân hình giống con người, nhưng vóc dáng khổng lồ và có đôi cánh lớn ở sau lưng. Xung quanh đầu mỗi hình người phát ra vầng hào quang. Các vật thể này giống như những thiên thần một cách khó hiểu. Một báo cáo về sự việc đã được chuyển về trái đất và ngay lập tức, trên báo cáo được dán nhãn bí mật. Khi các phi hành gia kết thúc chương trình làm việc và trở về trái đất, họ được lệnh nghiêm cấm nói về hiện tượng huyền bí này. Trong khi đó, các vật thể tương tự như những thiên thần cũng đã từng nhiều lần xuất hiện gần tàu con thoi Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này cũng không được công bố rộng rãi. 5. Bí mật về bộ trang phục của các phi hành gia. Bộ đồ của các phi hành gia nặng đến 130kg và thêm vào đó là mất ít nhất 40 phút để mặc bộ đồ này. Bên trong bộ đồ này là một đường ống dài 90m để điều chỉnh toàn bộ hệ thống làm mát. Đây không chỉ đơn thuần là một bộ quần áo mà các phi hành gia mặc trong chuyến du hành, mà còn được trang bị đầy đủ giống như cho một phi thuyền một người, để bảo vệ các phi hành gia khỏi những nguy hiểm khi ở ngoài không gian, bảo vệ họ khỏi các tia bức xạ và có kính che mặt để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng. Ngoài ra, thì bộ quần áo còn cung cấp oxy để thở khi di chuyển trong môi trường chân không và chứa nước để uống cho chuyến đi ngoài không gian và bảo vệ họ khỏi bị thương trước tác động của những hạt bụi trong không gian. 6. Điều gì xảy ra với thi thể phi hành gia nếu họ chết trong vũ trụ? Theo thống kê, kể từ khi người đầu tiên bay vào vũ trụ cách đây 60 năm, khoảng 21 người đã hy sinh trong các sứ mệnh khám phá vũ trụ. Nếu một thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong khi thực hiện chuyến hành trình dài hơn 273 triệu km đến sao Hỏa, thi thể có thể sẽ được đặt trong kho lạnh hoặc làm khô bằng cách đông lạnh cho đến khi tàu vũ trụ hạ cánh. Quy trình làm khô bằng đông lạnh trong không gian khác nhiều so với ở trên trái đất. Khi đó, thi thể sẽ được để bên ngoài tàu vũ trụ và môi trường không gian sẽ bao phủ thi thể trong băng. Tuy nhiên, nếu không thể thực hiện được phương pháp trữ lạnh, thì phi hành đoàn có thể thả thi thể người đồng hành đã khuất của họ ra ngoài vũ trụ. Việc thả thi thể vào không gian có vẻ là lựa chọn dễ dàng nhất. Tuy nhiên, sẽ có nguy cơ thi thể mắc kẹt luôn tại quỹ đạo đường bay của tàu vũ trụ. Và nếu nhiều sứ mệnh chọn phương pháp này, các tên lửa trong tương lai trên đường hướng tới sao Hỏa có thể sẽ phải bay qua một biển xác chết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá rất nhiều những bí ẩn ly kỳ, thú vị và bất ngờ xoay quanh cuộc sống của những phi hành gia. Quý vị cảm thấy bất ngờ với sự thật nào nhất? Xin hãy để lại ý kiến ở phần bình luận. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, Trần Tiến xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chủ đề khám phá tiếp theo.